À thì bên phía của DK cũng có một cái đội ngũ huấn luyện giàu kinh nghiệm, và chúng ta đang được chứng kiến một cuộc đấu trí rất căng thẳng, cả đấu trong hai ván đấu cho tới giai đoạn cấm và chọn của ván đấu thứ ba này. Lucian và Jay là những vị tướng mà Africa Freak đã cấm, trong khi đó thì DK cấm đi Aphelios và Irelia, tức là DK vẫn đang dọa rằng chúng tôi sẽ đánh Rai. Thì nếu như muốn an toàn thì họ phải cấm luôn con Urena ở đoạn này, đúng không? Không, Wow, họ cấm cấm Trundle. Trundle à? Một trong những cái con tướng đó đột biến đến từ Red ở trong cái đến từ Red trong cái ván thì trong cái cặp thi đấu BO3 này, như đã nói vẫn còn Volibear, vẫn còn Diana, nhưng quyết định đến từ Red vẫn là cái con tướng gia tăng thêm cái khả năng chống chịu trong đội hình của họ. Và chưa kể đó những cái biến số ở thời điểm cấp độ 2 nữa nha. Đến từ Red cũng khá thú vị khi mà anh ta liên tiếp có những cái tình huống xâm lăng và những cái tình huống đặt cọc băng á, rất là trí đến từ người chơi đi rừng của phía Africa. Rồi, Africa Freak quyết định cấm Viego khi mà Orianna còn, thì DK chưa hướng về Rai vội mà đang chọn Xin Zhao. Cứ lấy trước một vị tướng đi rừng áp lực sớm dành cho Canyon đã, rồi chờ đợi xem Africa Freak có lộ ý đồ gì ở đường đơn hay không, họ sẽ thi triển tiếp. Xin Zhao là một cái con tướng khá là mạnh ở thời điểm hiện tại. Thì khi mà cái bối cảnh đã không còn Trundle thì không biết là Rez anh ta sẽ lấy cho mình đó vị tướng đi rừng nào để có thể đương cự cùng với Canyon. Nhưng trước hết thì họ pick vào cái con tướng khá là khỏe ở khu vực đường đơn, đường trên và khu vực đường giữa là hai cái điểm đến dành cho bài rễ tinh. Thì phần lớn họ có thể bổ sung thêm cho mình đó sức mạnh phép thuật ở trong rừng. Diana như đã nói vẫn đang còn, và đây là cái con tướng mà chưa có bị can thiệp nhiều lắm đến từ những cái phiên bản cập nhật của bên phía Riot. Nhưng Xin Zhao lại khỏe sớm, tức là Africa Freak đang cần một con tướng đi rừng để có thể cạnh tranh sớm với lại Xin Zhao, tránh việc để các đường của họ bị áp lực quá nhiều. Câu trả lời vẫn là Diana. Cảm giác như là Africa Freak đang tự tin rằng họ có thể chọn được hai đường đơn mạnh và không cần quá nhiều sự hỗ trợ đặc biệt từ Diana trong khoảng thời gian ban đầu. Thì Red thường có một vị tướng như vậy, Showmaker lấy Wow. trước lợp lằn luôn. Wow. Đang dần hình thành một cái dàn đội hình win game dành cho phía của Đông Quân Đi Kia xem ra. khi mà họ có Kalista và họ có lớp lăng ở khu vực đường giữa. Câu trả lời dành cho ông bài lớp lăng này, nếu mà được kiểu dạng đánh đánh mà nhùng á, thì có Đấy. Lissandra với lại Mazahar dành cho Fly, có rất Con là này nhiều thắng những luôn cái á. con tướng mà ta có thể lựa Ừ. chọn. Mà con này là con tủ của Fly mà ta. Đây là Showmaker gã kèo á. Hồi nãy các bạn cũng thấy có cái thông số về Fly khi mà đang nói về con đường đến 1.000 điểm hạ gục của ta, hiện tại là 996, thì có một dàn những con tướng có tỷ lệ thắng cao nhất của Fly, thì Lissandra là một trong năm con tướng đó. Nãy tôi nhìn không lầm là có Orianna, có Viktor, có Lissandra, có Galio. Đó là những con tướng mà Fly có được cái tỷ lệ thành công cao. Và đây là một kèo đấu về mặt chất tướng, là một kèo đấu thuận lợi dành cho Fly. Nhưng mà tôi hơi nghĩ hơi tiếc dành cho phía của Đông Quân Kia khi mà cái lượt lựa chọn Kalista họ có thể lấy con quen ở khu vực đường trên để có thể kết hợp cả nửa cánh trên có được cái thế chủ động và cái lượng sát thương cũng tương đối là nhiều. Thì khi đó cái bệ tướng khu vực đường dưới vẫn đang còn khá là đa dạng dành cho Ghost, thì người ta có thể tiếp tục chơi Ashe hoặc là Jhin trong những sự lựa chọn tiếp theo của mình. Nhưng họ lại quyết định lựa chọn ưu tiên ở khu vực đường dưới dành cho Ghost với một mẫu chất tướng cũng có cái khả năng ép lên. Thì liệu rằng họ sẽ hình thành lên cả ba đường thắng và sẽ tìm ra một cái đội hình win win game đến từ bên phía của Đông Quân Kia. Được cấm phía 2 đến từ bên phía của Africa là loại bỏ đi những chiếc tướng mạnh ở khu vực đường đơn, cụ thể là khu vực đường trên, với việc loại bỏ đi Khan với rất nhiều con tướng được cấm đến từ anh ta, ví dụ như là Na, ví dụ như là Gwen. Còn ngược trở lại bên phía của Đông Quân Kia, họ hạn chế đi những mẫu chiếc tướng của Leo ở khu vực đường dưới. Bây giờ đường trên dạo thời gian gần đây đang thấy xuất hiện lại con Aatrox, là một con tướng mà thật ra tôi nghĩ rằng đánh với lại Rakdos cũng không tới nỗi nào. Đó là một trong những lựa chọn mà Khan có thể hướng tới. Còn nếu như đánh thuần chống chịu với một đội hình cũng đã tương đối nhiều sát thương của DK rồi, thì vẫn còn đó con Sion Bây à. giờ top top bị cấm nhiều quá ha. Rồi tôi không biết cái ý đồ của phía Đông Quân Kia là họ có chơi khu vực nửa trên ở bản đồ nữa hay không đây. Nếu mà đánh những cái kèo kỹ năng á, như anh Lương cũng đã chia sẻ, thì có được một vài những cái mẫu chất tướng có thể được pick, Lucian, Akali chẳng hạn. Còn nếu đánh chống chịu á, Được. thì có Sion, Ahn dành cho Khan. Và câu trả lời chúng ta sẽ được biết là Khan sẽ chơi chống chịu hay là chơi sát thương ở trong ván thi đấu này bằng những sự lựa chọn ở trong phase 2 của phía Đông Quân Kia.
Khan mùa giải này hình như là mùa chuẩn bị là mùa đây tính nói là đây có thể là mùa giải cuối cùng của ta rồi đúng không? Hình như có một cái mùa hè 2021 có một cái bài báo hình như cũng Khan cũng chia sẻ là sau mùa này thì anh ta sẽ tuyên bố giải nghệ đi đến với kỳ chung kết thế giới, có thể là cái kỳ mà chúng ta sẽ được thấy là Khan thi đấu chuyên nghiệp cuối cùng. Còn quyết định ở giai đoạn sau thì vẫn là quyết định cá nhân của anh ta. Nhưng anh ta đang có một cái sự lựa chọn rất thú vị, Tam Ken ở khu vực đường trên. Đấy là con Tam Ken đã được làm lại và nó mang theo thiên hướng. Tôi chưa kịp nói. Tam Ken hỗ trợ, ok, Tam Ken hỗ trợ. Sai anh. Có mùa giải Khan cũng quanh trăm sai anh mà. Cũng khá hợp lý. Tam Ken mặc dù được sửa lại thì bây giờ Tam Ken đi hỗ trợ nó cần nó giảm đi cái khả năng để có thể hỗ trợ dành cho xạ thủ của mình, đặc biệt là cú ngậm nuốt thì bây giờ phải cấp độ 6 nữa cơ, thì thay vào đó nó có khả năng để có thể mở giao tranh ở khu vực dưới với những cái tình huống du ngoạn kỹ vực từ tầm xa. Tam Ken bây giờ đi hỗ trợ họ chưa đổi kịp không, hay là để chúng ta đợi đổi đã. Tam Ken bây giờ đi hỗ trợ còn ngon không ta? Có thêm khả năng tấn công, giảm đi khả năng phòng ngự nhưng mà thêm khả năng tấn công dành cho Tam Ken, thì dù sao thì vẫn là những cái tình huống kiểu dạng phối hợp với cái cặp đôi Kalista, tôi nghĩ vẫn sẽ có điểm nhấn nha. Những tình huống roi lưỡi làm chậm và du ngoạn thủy vực như đã nói, nếu như bạn chiếm được những cái bụi á thì du ngoạn thủy vực của bạn rất là đột biến, trong cái bối cảnh là xạ thủ bên phía đối phương không phải là một cái con tướng cơ động nữa. Nhưng mà thật ra thì chúng ta đã thấy được rằng những cái con tướng Tam Ken phần nào đó cũng có thể gọi là khắc chế được Lissandra đúng không, khi mà cái hầm mộ hàng băng hoặc là một loạt những hiệu ứng khống chế được tung ra thì vẫn sẽ có một cú ngậm nuốt đánh chén đến từ Tam Ken để giúp cho những vị trí trọng yếu của mình thoát khỏi một cái pha tấn công đầu tiên đến từ đội hình của phía đối phương. Về mặt lý thuyết thì con Tam Ken hỗ trợ này nó vẫn sẽ có cái tác động nhất định trong đội hình của phía Damwon. Đội hình cũng khá thú vị của Damwon Kia, họ sẽ sử dụng mũi nhọn là Xin Dao trong tay của Canyon, Showmaker khả năng quấy rối với lại LeBlanc và nguồn sát thương DPS của Ghost với sự bảo kê đến từ Barrel, Tam Ken và Saiyan trong tay Khan. Trong khi đó phía bên Africa Freak thì cách giao tranh của họ cũng, đây là đội hình cũng khá là dễ chơi. Họ có khả năng mở giao tranh chủ động cực kỳ cao với lại Leona, Ashe với lại Diana, và nguồn sát thương tuyến đầu của họ, mũi nhọn của họ sẽ là Redstone băm bổ vào, và họ có bảo hiểm chống lại LeBlanc hay là Kalista bằng Lissandra. Ván đấu thứ 3 giữa DK và Africa Freak sẽ chính thức bắt đầu ngay bây giờ. Các bạn đang theo dõi LCK mùa hè 2021. Giải đấu được nắm giữ bản quyền bởi Voxsport. Một đội hình cũng khá thú vị đến từ cho cả hai phía, họ đã có được những cái phương án để có thể chống đi phần nào đó cái đội hình của phía đối phương. Kadeon nếu như di chuyển vào anh ta hoàn toàn có thể bị khai thác nha, bởi một tình huống chủ động tốc biến đến từ Lehen chẳng hạn, thì đây là tình huống mà Kadeon chỉ cần dấn lên một nhịp thôi là anh ta sẽ bị tấn công. Quyết định để có thể cố gắng tấn công vào người chơi đi rừng của bên phía Africa cũng là quyết định khá là đột biến ở dạng đầu của ván thi đấu. Red đang chết sai ở trên tầm nhìn, vẫn là những tình huống nhấp nhả khá là kỹ dành cho bên phía của Africa mà thôi. Khan thì đây cái con tướng có một thời mà anh ta đã từng sử dụng liên tiếp ở khu vực đường trên rồi, để coi cách xử lý ở dàn đi đường của anh ta sẽ là như thế nào. Về mặt căn bản chất tướng á, thì Rayton vẫn sẽ là cái con tướng có khả năng đẩy đường tốt hơn ở thời điểm cấp độ 1 so với con Saiyan của Khan. Kèo này thì Khan đã đánh rất nhiều và đã có, chúng ta cũng đã có được những cái ván đấu mà anh ta kiểm soát kèo này một cách tương đối là dễ dàng. Nhưng đối đầu với Kim thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Người chơi cũng có khuynh hướng carry rất cao ở đường trên, đang cầm Renekton. Showmaker ngay từ cấp độ đầu tiên cũng không ngại ngần gì trong việc trao đổi chiến thức với Fly cả. Đường giữa thì cũng 1-9-1-10. Cái món trang bị của cả hai pháp sư để hướng lên cho mình đó khá là giống nhau, với một cái bình thuốc biến dị, những tình huống kích bình để có thêm cái lượng sát thương đến từ những đòn đánh tay. Cái nhánh phụ thì cũng khá là giống nhau mà thôi. Có một cái sự khác biệt đến từ Ghost là anh ta có một cái thấu thị vũ trụ khu vực đường dưới, thì khi đó sẽ khiến cho những cái phép bổ trợ của anh ta, đặc biệt trong tình huống trao đổi phép bổ trợ tốc biến á, thì tốc biến của anh ta sẽ hồi sớm hơn so với Leo. Biro ở khu vực đường dưới thì anh ta nâng roi lưỡi, khiến cho những cái tác động đến từ du ngoạn thủy vực phải chờ lên được cho mình ở cấp độ 2 thì mới bắt đầu được triển khai đến từ Biro. Chuẩn bị lên 2 trước, bộ đôi của DK tiến lên, roi lưỡi trúng làm chậm rất nhiều. Biro cực kỳ tự tin và anh ta lao lên nhưng không giữ chân được ai cả. Sát thương trả ngược lại từ phía Abrafix là khá tốt, và họ đang tràn thẳng lên dùng luôn cả tốc biến vào hồi nổ tấn công vào Ghostbot. Đã mất hết phép hỗ trợ, đang bị bắn, sát thương cuối cùng chưa có đủ hay không, đây không đủ, Ghost vẫn sẽ sống.
Battle con tốc biến. Một tình huống khá chiến đến từ Leo nha. Cấp độ 2. Ôi, khu vực được giữ là tình huống trao đổi chiêu thức cấp độ 3 đến từ Soulmaker. Đó là lý do tại vì sao mà anh ta chủ động tấn công cho cái kèo thi đấu này. Và đó là tình huống trao đổi có lợi hơn chút xíu dành cho Soulmaker. Những khu vực đường dưới, cấp độ 2 đến từ Leo, anh ta nâng quy và anh ta quay ngược trở lại với cú hồi máu của mình, gia tăng thêm cho mình đó tốc độ di chuyển để có thể tấn công vào Ghost. Một tình huống chơi cũng khá là hổ báu đến từ Leo, bởi vì anh ta biết rằng cái bộ kỹ năng đến từ con Tam Ken đã được sử dụng hết rồi và anh ta không bị áp lực nữa đến từ cái cặp đôi của phía đồng quân kia. Lợi thế dành cho bên phía của Africa Freak sau cái nhịp phản công đó, và họ đã nhận trước rất nhiều về chỉ số lính. Họ biết rằng với lối chơi của DK thì cái vòng rừng của Canyon sẽ hướng lên đường trên khá nhiều. Do đó họ có đủ sự tự tin để chủ động trong tình huống ở đường dưới đó. Nếu như lấy được lợi thế của đường dưới thì đây sẽ là một cái tiền đề rất tốt cho phía Africa Freak để có thể di chuyển. Đặc biệt là Red, anh ta sẽ không bị áp lực phải hỗ trợ một đường nào quá nhiều cả. Tại vì về mặt chất tướng á, chỗ duy nhất mà anh ta có thể cần phải xuống nhiều để hỗ trợ là khu vực đường dưới. Nhưng bây giờ khi đường dưới cũng đã có được áp lực thì Red có thể thoải mái phong 6 thôi. Đó, cái vòng rừng khá là khép kín dành cho Red. Anh ta ăn 6 bãi, bỏ 7 người đá ở trong vòng rừng đầu tiên của mình, nhưng vẫn đang có cái nhịp để có thể có một cái tốc độ khá là tốt. Cấp độ 6 sẽ là cái mục tiêu mà anh ta hướng tới. Còn ngược trở lại, Canyon di chuyển lên khu vực đường trên thì trước đó anh ta cũng đã đi qua tầm nhìn đến từ Kim rồi. Và có một cái đợt lính được chủ động để có thể kéo gần về trong trụ đến từ Kim, khiến cho anh ta cũng không gặp nguy hiểm cho cái nhịp tấn công đến từ cho Canyon. Thì cũng sẽ không có quá nhiều những cái áp lực. Khu vực đường dưới là một cái lợi thế rất là rõ nét dành cho phía của Africa. Chênh lệch về mặt chỉ số lính của hai người chơi xạ thủ bây giờ là cái chênh lệch mà tôi nghĩ rằng cũng khá là hay, khá là chấp nhận được dành cho Leo ở trong những cái tình huống trao đổi chiêu thức đầu tiên. Nhưng liệu rằng có phải là một cái pha khai thác đến từ cho Canyon hay không, khi mà cặp đường dưới của phía Africa đã mất đi khá là nhiều phép bổ trợ. Africa Freak tôi nghĩ họ biết rồi, họ đang kêu rừng của mình xuống để hạn chế bớt thiệt hại trong một cái pha thế lính khó như thế này, và họ đang nhử một tí. Nhưng mà nếu như DK xác định rằng mình đã bị lộ thông tin thì họ cũng chẳng cần làm gì cả. Cái vòng rừng này thì không tiêu tốn quá nhiều thời gian của Canyon. Anh ta đã có mặt đủ để giải phóng một đợt lính và tạo tiền đề cho bên phía của Ghost Barrel lấy lại được thế trận ở đường dưới. Rồi, những tình huống thi đấu khá là kỹ bởi vì họ biết rừng của bên phía đối phương ở đâu. Kim đã có pha trao đổi chiêu thức tốt, nhưng Khan thì vẫn còn dịch chuyển. Ăn xong đợt lính này thì anh ta có thể về nhà, và chưa kể đó là những cái bánh bích quy vẫn đang còn trên người nữa. Thì Khan khá là thoải mái cho cái pha farm lính ở trong trụ này mà thôi. Lượng máu này đến từ Kim cũng đang tương đối là thấp nha. Anh ta cần phải chú ý một chút xíu. Đồng ý là anh ta có mắt, nhưng mắt này thì cắm khá là gần vào cái bụi đó. Nếu như một cái pha tấn công mà khá là chớp nhoáng đến từ Canyon thì anh ta có khả năng tiếp cận được Kim. Kèo này Kim đang làm rất ổn, mà nhìn thấy đối phương lượng máu này bắt buộc phải về thì anh ta cũng về cùng một thời điểm để có thể giữ được cái nhịp kiểm soát của mình ở nửa trên bản đồ, dịch chuyển lên ngay lập tức. Đường dưới khi mất hết hết hỗ trợ như này thì chắc Africa Freak cũng không cần phải có sự có mặt của Kim làm gì cả, đánh giữ nhịp là được rồi. Hai người đi rừng đang tiến rất gần tới ngưỡng cấp độ 6, và ngưỡng 6 thì là cái ngưỡng rất quan trọng của đài nè. Chuẩn bị đụng độ nhau. Fly đang bị giữ chân lại, anh ta vẫn còn hầm mộ hàm băng và dùng một bản thân mình. Red lao tới, sở xích đã thành công, Fly bắt buộc phải chạy về. Tình huống này thì bên phía không của Africa Freak họ có thông tin, nhưng mà họ không có nhiều sát thương. Là bởi vì Red mới chỉ đạt được cho mình đó cấp độ 5 mà thôi. Khu vực đường trên là tình huống trao đổi chiêu cuối, thần cá sấu cũng đã được kích hoạt. Khan cũng rất là va chạm cho cái pha thi đấu này, anh ta cũng không ngại bởi vì anh ta đang có cái tiền đề là người chơi đi rừng của anh ta đang chuẩn bị có mặt ở nửa trên bản đồ. Một pha thi đấu mà anh ta đang khá là tự tin nha. Ngay lập tức Canyon chuẩn bị di chuyển vào cánh trên, còn ngược trở lại cái câu trả lời dành cho Dyna của Red đó chính là anh ta sẽ farm tiếp. Farm khi nào mà đạt được cho mình đó cấp độ 6 thì khi đó cái áp lực của anh ta mới trở nên thực sự đáng chú ý. Kim đã dùng cắt lên, anh ta vẫn còn một pha sắc về nữa. Canyon vào vị trí Khan, câu pha này cũng hơi sâu, còn hơn 100 máu thôi. Kim quyết định rằng mình phải lao tới tiếp và quyết định sẽ phải là đổi mạng, nhưng Khan đang chạy thẳng chiến cấp đầu cho Canyon. Dù khá là khéo dành cho Khan, nhưng chắc chắn sẽ có những cái giá phải trả. Vừa rồi thì kinh nghiệm đến từ những con lính cũng đã giúp cho Canyon lên được cho mình đó cấp độ 6. Đây, chắc chắn những cái bất lợi ở cánh dưới của bản đồ vẫn sẽ có dành cho Canyon. Vừa rồi anh ta mất con bùa đỏ, mất một vài những cái lượng kinh nghiệm đến từ bãi người đá và thậm chí là bãi chim nữa đang bỏ ngỏ. Nhưng quyết định đến từ Red là di chuyển vào khu vực hang rồng. Sau khi anh ta ăn được con rồng này thì anh ta sẽ lên được cho mình đó cấp độ 6 với con bài Diana. Thì lúc đó cái lượng sát thương được gây ra trong những cái tình huống can thiệp ở khu rừng của Red nó mới bắt đầu được tăng lên một cách rất là đáng kể.
Fly thì anh ta sử dụng Lissandra với cái điểm ngọc là dư chấn, một cái điểm ngọc cũng thường thấy ở giai đoạn trước đây của bài Lissandra mà thôi. Tôi nghĩ thì pha đầu tư vừa rồi của Canyon không lỗ lắm. Thiệt hại chỉ là một con rồng nguyên tố đầu tiên, nhưng nó giúp cho cái sự thống trị đường trên của Kim nó sẽ kết thúc khá là sớm. Bởi vì anh ta mất rất là nhiều trong tình huống bị hạ gục vừa rồi. Đợt lính cũng khá là to. Và việc nằm xuống trong tình huống không có dịch chuyển thì là một bước lùi tương đối lớn của Kim ở trong pha này. Khan sẽ có thể kiểm soát khu vực đường trên dễ dàng hơn một tí. Rồi, còn đó là một tình huống dùng kèo khá là ổn dành cho Khan. Và rõ ràng ở khu vực đường trên là một cái lợi thế không còn nữa dành cho Kim. Anh ta cần phải cẩn trọng, bởi vì bây giờ đối với con bài Saiyan của Khan thì anh ta cũng đã có cấp độ. Cái bộ kỹ năng cũng giúp cho Khan dễ dàng để có thể xóa sổ những cái quay lính. Con sứ giả này thì cái nhịp ăn chưa đủ nhanh dành cho phía của Dragon Gear. Nhưng mà họ cũng không có gì phải vội cả. Họ cũng đã nổi được bộ đôi đường dưới của mình lên nửa trên bản đồ rồi. Và nếu như cả hai cùng giao tranh ở đây thì lợi thế sẽ phần nào đó dành cho bên phía của DK. Cái nhịp đẩy của họ đường giữa và đường trên đều đang tốt hơn. Vẫn đang cố gắng để có thể chơi xung quanh ở khu vực hàng sứ giả. Đội hình của cả hai đều đang tập trung đủ người ở đây. Cấp độ 5 đến từ Lehen mà thôi. Phía bên kia thì Biro đã đạt được cho mình ở cấp độ 6 rồi. Dĩnh hơn về mặt cấp độ đối với người chơi hỗ trợ. Bắt đầu có vài những cái tín hiệu, nhưng Showmaker đang bị tấn công và anh ta bắt buộc phải mất đi cho mình ở tốc biến. Kim chỉ dọn lại cho mình ở 50% máu mà thôi. Anh ta có thần ca sấu. Khan đã dùng chiêu cuối rồi. Lehen tốc biến lao lên, tất cả mọi thứ đang dùng vào ta, nhưng đồng đội của ta ở ngay phía sau, và đó là pha trăng mờ tuyệt đẹp của Red. Kim đang bật thần cá sấu lao xuống tìm kiếm mục tiêu. Mục tiêu đã có và bắt đầu quẩy điểm hạ gục cho bên phía Africa Freak. Họ đang khá lời trong pha giao tranh này. Họ bắt được thêm một người nữa, và người đó của DK là Khan cũng không còn nhiều công cụ để thể bỏ chạy pha giao tranh thắng lợi hoàn toàn cho Africa Freak. Một tình huống mà họ hình như cũng đã không có được cho mình, đó là con sứ giả. Khi mà con sứ giả vừa rồi nó thuộc về cho bên phía của Dragon Kia, với một cái bán nguyệt thương thì Canyon có khoảng thời gian trống của anh ta để có thể trừng phạt vào con sứ giả. Một pha mà bên phía của Dragon Kia có được cho mình đó mục tiêu, nhưng họ phải trả giá bằng rất nhiều những cái điểm hạ gục. Mặc dù thua về mặt cấp độ, nhưng Lehen đã lao thẳng vào giữa đội hình của phía Dragon Kia, nó tạo ra một cái góc sử dụng cái trăng mờ tuyệt vời dành cho Dyna của Red. Đây, hãy cùng xem tình huống này. Khi mà anh ta nhắm vào xạ thủ quân phía đối phương, một pha chủ động tốc biến sử dụng cái vòng tròn giữ chân được ba người, kết hợp với cú trăng bờ gom được cả ba thành viên đến từ bên phía của Dragon Kia, nó tạo ra cái tiền đề quá tốt về mặt sát thương cũng như là cái thế giao tranh dành cho đội hình của phía Africa. Còn Khan thì anh ta đã mất đi chiêu cuối trong pha đánh nhau với lại Kim ở phía trên hang sứ giả trước khi tình huống giao tranh diễn ra. Còn Kim giữ được thần cá sấu trong pha giao tranh. Mặc dù cầm được sứ giả, nhưng hãy nhìn vào thế lính hiện tại, DK đang không có lợi thế ở bất kỳ một đường nào cả. Để thật sự là sử dụng con sứ giả này, nó chỉ có thể có được một cái tác dụng duy nhất mà thôi, nếu như họ xây dựng thế lính tốt trước đã nha, là đem về hai lớp giáp trụ, chứ nó không thể nào được biến thành một trụ được. Cái đội hình đến từ bên phía của Africa đã sử dụng cái cấp độ của mình tương đối là tốt nha. Họ là đội hình có được những cái chiêu cuối rất là quan trọng, ví dụ Lissandra, ví dụ như cú trăng mờ đến từ Red. Họ triển khai của nó rất là mực mà. Khan đang bị tấn công, có cả đại băng tiễn nhắm vào Khan nữa thì Khan bất tỉnh để có thể lên bảng điểm số luôn. Niềm tin rất lớn đến từ Africa Freak vào sự phối hợp đồng đội của mình. Và họ thực sự đã phối hợp cực kỳ tốt. Trăng mờ lao vào, Fly lao tới giữ chân lại, đại băng tiễn bắn đúng vào Khan. Khoảng thời gian CC là quá dài. Lần thứ hai mà người chơi đường trên của DK nằm xuống, bắt đầu có một lợi thế rõ ràng hơn dành cho Africa Freak. Cần phải cân nhắc, có rất là nhiều những cái giày thủy ngân được hướng tới nha. Nhưng mà Khan, bởi vì anh ta phải đối đầu cùng với Rễ Tinh, nên ta lên cho mình đó những cái giày thép gai. Không có nhiều lắm những cái giảm hiệu khống chế đến từ anh ta, khiến cho anh ta rất dễ dàng bị trúng một loạt những hiệu khống chế được cộng kèm vào trong đội hình của phía Africa. Một ván thi đấu bắt đầu có một vài những cái tín hiệu ổn hơn dành cho phía của Africa. Đội hình của họ là cái đội hình giao tranh tổng rất là mạnh, với những cái chiêu cuối trên diện rộng, ví dụ Thái Dương Hạ Sang, ví dụ Đại Băng Tiễn mở giao tranh, và chưa kể đó là cái khả năng cô lập một mục tiêu đến từ cái hầm mộ hàng băng của Fly nữa. Cái kèo Dyna đang, xin lỗi bạn, kèo Nissa đang phát huy tác dụng. Còn ở đường dưới thì Ghost không kịp làm gì cả, thanh tẩy chúng ta chưa hồi lại, nhưng có Barrel hỗ trợ, pha dịch chuyển phản công, Soulmaker có mặt, Canyon cũng có mặt.
4 đánh 4, bên phía của Real Madrid đâu có gì phải sợ, họ cứ tiếp tục đánh mà thôi. Pedro cực kỳ thấp máu, Kane đang lao vào, bán nguyệt thương được dùng, nhưng sát thương của anh ta thiếu quá. Anh ta tốc biến lên lao vào Red, nhưng anh ta là người nằm xuống so với cơ cố gắng gỡ gạt lại điểm hạ ngục. Kim có mặt ở đây, bật thần cả sấu, tấn công chung với lại Leo vào Khan. Khan kiếm đường chạy, nhưng anh ta không có cái gì để chạy cả, chỉ là một cái bị lực mà điểm hạ ngục thứ 3 cho bên phía Madrid. Một tình huống khởi đầu tấn công rất tốt dành cho phía của Africa. Họ tham minh được phép bổ trợ thanh tẩy đến từ Ghost là chưa hồi lại. Và họ tấn công vào cái thời điểm rất đẹp. Lehen sử dụng cái tốc biến ma thuật nhắm thẳng chiêu cuối vào xạ thủ đến từ bên phía của Dawood Gia. Và với một cú đánh chén thì Ghost mới có cơ hội để có thể tỉnh được trong cái pha thi đấu đó. Và những cái tình huống nhấp nhả phía, tiếp theo đến từ bên phía của Africa cũng là tốt hơn. Ví dụ như đó tình huống hồi máu kịp thời đến từ Leo để giúp cho Fly không bị gây sát thương và cũng không phải nằm xuống. Và Canyon không có được cái khả năng phối hợp cùng với những người đồng đội của mình. Cặp đôi đường dưới của họ bị áp sát và mất đi cho mình đó những cái tài nguyên. Du ngoạn thủy vực liên tiếp đến từ Bero, nhưng nó không tạo được quá nhiều những cái tình huống đột biến đến từ bên phía của Damwon Kia nữa. Rất khó dành cho Damwon Kia, họ đã bị outplay hoàn toàn trong pha giao tranh. Với lượng CC, đặc biệt một lượng CC rất nhiều của bên phía Africa Freak từ khu vực đường dưới. Leona, Ash, rồi cả một con Lissandra vô cùng chủ động của Fly nữa. Mọi thứ đang nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của Africa Freak. Và con sứ giả vô tác dụng của DK, con rồng này cũng đang nằm trong tay của Africa Freak. Cơ sở để cạnh tranh rồng từ bên phía của DK là không nhiều, khi mà đợt lĩnh đường dưới này chỉ cần Leo giải quyết xong thì Africa Freak sẽ di chuyển ra rồng. Đây, hãy cùng xem tình huống này. Họ thăm minh từng giây đến từ cái phép trợ thanh tẩy của Ghost. Một tình huống chủ động tấn công và phải nhờ vào cái sự cover đến từ Bero thì Ghost mới có khả năng được sống sót trong pha đi đâu đó. Tới cái kiệt sức vừa rồi cũng không thực sự là ổn nữa, khi mà cái lượng sát thương chưa được gây ra bởi Red. Trăng bờ đến từ Red thì đang chuẩn bị hồi lại. Showmaker không làm được gì nhiều cho pha thi đấu này. Cú biến ảnh lần 2 của anh ta thì không đủ tầm. Bero chủ động tốc biến theo Fly để có thể dứt điểm, nhưng vừa rồi thì Leo có cú hồi máu tuyệt vời để giúp cho Fly có được cái khả năng sống sót. Và chưa kể đến nội tại đến từ Lissandra, sau khi tiêu diệt một mục tiêu thì đó sẽ cái lượng sát thương trả ngược trở lại, khi mà những cái tình huống anh ta kích hoạt được cái nội tại của mình để có thể gây được sát thương. Bây giờ thì Kenyon và Khan cố gắng tạo áp lực vào Kim, nhưng mà tôi nghĩ rằng mũi nhọn đường trên của Africa Freak bây giờ không thể bị băng trụ được, với thần cá sấu và tốc biến sẵn sàng truy hấp huyết trên người. Và việc Khan với lại Kenyon thì không có đủ sát thương. Showmaker kéo được khá nhiều máu của Fly, nhưng đây cũng là nhịp mà anh ta muốn về rồi. Và có lẽ như con bài lấp lăng ở thời điểm hiện tại của Showmaker cũng chưa phát huy được cái những cái ưu thế của nó giai đoạn đi đường, thì đồng ý anh ta hơn đâu đó khoảng chừng 10 chỉ số lính, nhưng đó không phải là cái hơn quá đáng kể. Fly bù đắp rất đáng kể với một cái KDA tuyệt vời của mình nữa. Khu vực đường trên, Kim mặc dù bị găng, nhưng sau những cái tình huống giao tranh thắng lợi thì anh ta cũng có được cái KDA tốt, thì phần nào đó khiến cho những món trang bị cũng đang nhỉnh hơn so với Khan. Một ván thi đấu đang nghiêng về đội hình của phía Africa ở trong dàn đi đường. Chênh lệch ở thời điểm hiện tại đang cái con số gần 3.000 tiền, một con số mà tôi nghĩ rằng là cũng khá là ổn á. Cái lượng chênh lệch này nó sẽ được cộng hưởng với những cái mục tiêu mà bên phía của Africa đang sở hữu, ví dụ hai con rồng nguyên tố và thậm chí là con sứ giả thứ hai đang nằm trong tầm kiểm soát của họ, khi mà cái đợt di chuyển này Lehen để lại rất nhiều những cái lượng mắt. Pha sứ giả này DK có một lựa chọn dễ là bỏ và chờ đợi cơ hội đối phương phạm sai lầm ở những pha giao tranh nhỏ lẻ. Và quyết định của họ thì chúng ta cũng thấy rất rõ ràng, Canyon chạy thẳng xuống khu vực đường dưới, tức là con sứ giả cánh trên đang là miễn phí cho Africa Freak. Canyon thậm chí không đi vào bụi mà anh ta chạy thẳng ra đường để sọc lính chung với lại đồng đội của mình. Cả Khan cũng vậy. Africa Freak muốn trao đổi mục tiêu, nhưng khi mà họ tốn người ở khu vực đường dưới, liệu rằng cái áp lực đến từ con sứ giả này có giúp cho bên phía của Africa lấy được cho mình đó trụ khu vực đường giữa hay không? Bởi vì rõ ràng chủ khu vực đường giữa vẫn là cái tầm nhìn tương đối là quan trọng. Leo tấn công vào người của Canyon, bán nguyệt thương vẫn đang được giữ, và đó là một pha thi đấu rất hổ báo đến từ Lehen. Bán nguyệt thương lần này thì đã trễ rồi, nửa cây máu là những gì mà Canyon có thể lấy được đến từ Leo, và anh ta cũng đã phải nằm xuống. Canyon anh ta có tốc biến nhưng anh ta không sử dụng ở trong pha vừa rồi để né bất kỳ một chiêu thức nào cả, mà chấp nhận nằm xuống. Bây giờ bên phía Africa Freak thì họ đang cầm mắt sứ giả, nhưng quyết định của Fred là ôi, đặt lính đường dưới và lượng sát thương đến từ Leo với lại Kim chắc là đã đủ rồi. Anh ta không còn cần xuất hiện ở đường giữa đường dưới nữa, mà đang đứng trên đường giữa. Con sứ giả được nhắm vào khu vực đường giữa nhiều hơn.
Con sứ giả trong cái dịp di chuyển vừa rồi hình như là đang cố gắng để có thể tiết kiệm khi mà Red cảm giác như là cái áp lực đến từ hai thành viên là chưa đủ để có thể lấy được cho mình đó trụ khu vực đường giữa. Nhưng rõ ràng một cái điểm sáng đến từ bên phía của Africa trong tình huống phản công của khu vực đường dưới, thứ nhất là họ lấy được điểm hạ gục, thứ hai là họ vẫn chưa mất đi cho mình đó công trình, thì đó là một cái phương án khá là ổn dành cho đội hình của họ. Thì với con sứ giả này, nếu như nó không được gọi khu vực đường giữa cho ít phút vừa qua thì nó sẽ được dùng để khi mà con rồng nguyên tố thứ ba xuất hiện, đội hình của phía Africa sẽ triệu hiệu nó và tạo ra cái thế có được lính tốt ở khu vực đường giữa và di chuyển đội hình của mình xuống khu vực hang rồng, có được cái lợi thế về mặt quay lính tranh chấp con rồng nhỉnh hơn dành cho phía của Africa là ý đồ của họ hoàn toàn có thể được triển khai. Khan thì đang có một cái khoảng thời gian tương đối dễ thở một xíu ở đường trên khi mà Kim đã được đẩy xuống dưới. Và anh ta đang kêu gọi Canyon lên để cố gắng đem về cho đội của mình cái trụ đầu tiên của họ. Nhưng mà Red đang đứng ngay sau lưng của Fly để phòng ngự. Chưa kể là Leo với Lehen cũng đang di chuyển dần lên. Sứ giả, Red vẫn chưa thả nha, anh ta đã cầm nó được 50% thời gian rồi. Và vẫn chưa có dấu hiệu thả đâu cả. Trụ đầu tiên thì trước đó cũng đã thuộc về cho bên phía của Africa rồi, khiến cho chênh lệch về tiền tiếp tục là cái con số được nâng lên dành cho đội hình của họ. Và như đã nói, con rồng nguyên tố thứ ba là con rồng mà họ có thể tận dụng con sứ giả này để có thể đẩy ra khu vực đường giữa, từ đó tạo ra một cái thế lính đẹp di chuyển vào khu vực hàng sứ giả. Và cái đội hình của bên phía của Africa, các bạn đừng quên rằng vẫn là cái đội hình mà giao tranh tổng rất là mạnh mẽ nha, với Thái Dương Hạ Sang, Hầm Mộ Hàng Băng, những tình huống mở giao tranh từ tầm xa của Leo nữa, và cái áp lực đến từ con Diana, một món trang bị với một cái đai hỏa tiễn Hestet có khả năng tiếp cận cũng sẽ là một cái nỗi áp lực khá là lớn. Tôi nhìn thấy 9 điểm cộng dồn của phong ấn hắc ám trên người của Red, và anh ta đã cầm cho mình đồng hồ rồi. Con Diana này pha giao tranh sau nó sẽ khá là khỏe, đại băng tiễn Barrel né nhẹ. Sau đó thì họ phản công, Showmaker tiến tới sát thương dồn vào rất nhiều và Leo buộc phải tốc biến bỏ chạy, nhưng ta vẫn bị giữ chân lại mà định mệnh phải gọi. Và đó là điểm hạ gục đầu tiên cho DK. Họ đang tràn lên tiếp, bắt vào Red. Red bắt buộc phải quay lại dùng chiêu cuối và cả một tình huống bấm đồng hồ để câu giờ. Sau đó thì ta phải trả giá. Sát thương đến từ trừng phạt đụng độ chưa đủ để dứt điểm Ghost, nhưng mà pha phản công đến từ bên phía của Africa Freak đang chuẩn bị được mở lại với Kim dịch chuyển tới. Xe hình của Khan cũng lao tới, nhưng liệu anh ta có đóng góp được trong đội của mình hay không? Anh ta đang cố gắng làm choáng Kim. Kim đang bị xích lại, Kim vẫn đang quẩy được. Trước đó là double kill cho Fly. Damokia không lời lắm. Nếu xét về điểm hạ gục thì đó tình huống trao đổi về điểm hạ gục cân bằng dành cho cả hai. Bên phía Damokia mất đi hai người thì bên phía của Africa cũng tương tự là như vậy, với pha dịch chuyển ngược trở lại đến từ Kim. Một tình huống tấn công rất là chớp nhoáng đến từ bên phía của DK nha. Họ tấn công trực tiếp ra khu vực đường giữa và đó pha xử lý rất xuất sắc của Soulmaker nữa. Một pha mà anh ta chủ động tốc biến trước để khiến cho pha tốc biến đến từ Leo thì anh ta vẫn bị trúng vào cái tầm của sợi xích siêu phàm và anh ta vẫn bị giữ chân. Và chưa kể đâu, cái cộng kèm theo cái lượng sát thương cũng như là hiệu khống chế đến từ cái định mệnh vẫy gọi nữa thì bên phía của Damwonga nhanh chóng tiêu diệt được xạ thủ của phía Africa. Nhưng như đã nói, pha giao tranh vẫn đang nghiêng về cho bên phía của Africa khi mà họ là đội hình vẫn đang kiểm soát được mục tiêu trên bản đồ. Red hồi sinh lại ngược trở lại, anh ta vừa gọi sứ giả ra khu vực đường giữa và vừa di chuyển vào khu vực hang rồng. Trước đó thì Kim đã có một cái bước để có thể khởi động con rồng rồi. Sứ giả sẽ chưa hút được, đang cần thêm khả năng đẩy lính của Africa Freak nữa. Còn trước đó thì rồng đã có rồi, Fly lao lên giữ chân Barrel lại. Sứ giả hút đại băng tiễn bắn tới, Kim có mặt ở đây nhưng thần ca xấu chưa có. Anh ta đã bị hất tung trong trụ, bắt buộc phải lui về. Red ở đây và chưa lao vào vội. Điều kiện lao vào từ phía Africa Freak tạm thời ngưng lại. Khan dịch chuyển tới và cũng không lao lên. Những gì bên phía Africa Freak muốn thì họ đã gần có đủ. Họ có được rồng 3, họ thả được sứ giả, họ quyết định chấp nhận những gì mình đang có. Tam Ken của Biro cũng khá là trâu cho pha thi đấu đó. Anh ta ăn một loạt những hiệu khống chế đến từ Fly cũng như Lehen, cộng kèm với đó cái lượng sát thương đến từ những thành viên của phía Africa, nhưng anh ta vẫn có khoảng trống để có thể sử dụng cái du ngoạn thủy vật của mình đào thoát. Còn đây là tình huống tấn công rất là chớp nhoáng đến từ 4 thành viên của phía Damwonga tấn công vào xạ thủ của phía Africa, và pha tấn công này thì khả năng truy đuổi là tốt hơn như đã nói trước đó, sau mấy cơ chủ động tốc biến. Và đó là tình huống truy đuổi theo vào Red, mặc dù đã có cú gom người trúng được cái lượng sát thương 4 thành viên của bên phía Damwonga. Thật ra cái pha này nó tạo tiền đề dành cho cái pha phản ứng ngược trở lại dành cho phía của Africa. Sau cú dịch chuyển đến từ Kim thì người ta kích cái thần cá sấu, và với một cái lợi thế đến từ cú tranh bờ trúng vào đa mục tiêu, và chưa kể đó nội tại đến từ Fly trong pha thi đấu này cũng đóng góp một cái lượng sát thương theo thời gian ổn dành cho bộ ba của phía Africa. Khan hơi xuống chút xíu ha. Tự nhiên đang lái xe xuống gặp ngay cục đá ngay giữa đường, chứ nó không anh ta đã có thể lủi thẳng chiêu cú Saiyan vào ba thành viên của Africa Freak rồi. Chắc là cũng sẽ đem lại một chút lợi thế gì đó tiếp theo dành cho DK trong tình huống giao tranh đó.
Nhưng mà Africa Freak thì họ, tôi nghĩ rằng tài nguyên của họ được dồn vào cũng khá là đẹp. Fly có được 4 điểm hạ gục. Đây là một cái kèo đấu mà anh ta thi đấu không phải là quá xuất sắc trong một dạng đi đường, vẫn để cho Showmaker vượt lên. Nhưng mà với 4 điểm hạ gục có được và 4 điểm hỗ trợ thì lượng tài nguyên mà anh ta có không thua kém gì so với đường giữa của đối phương, và đem lại rất nhiều tính đa dụng cho anh ta với băng trưởng binh cũ và đồng hồ cát. Khả năng để có thể gây sát thương trong tình huống giao tranh vẫn sẽ là có. Ôi Khan tấn công bằng chiêu cuối của anh ta khu vực đường dưới à. Nhưng anh ta cũng đã tạm thời ngưng được cái nhịp khi mà đội hình đến từ bên phía của Africa đã lùi về. Để ngắt cú biến về đến từ Showmaker. Xin lỗi, để ngắt cú dịch chuyển đến từ Showmaker trong trận đấu vừa rồi. Lỗ trụ. Đi cây lỗ trụ rồi. Một pha xử lý khá là khéo nha. Trụ khu vực đường trên là trụ thứ hai mà bên phía của Africa mở ra được. Nãy giờ có thể thấy như bên phía của Dawonkia vẫn rất nỗ lực nha. Nhưng mà xét về giai đoạn về sau á, thì không biết là cái lượng sát thương được gây ra theo thời gian đến từ Ghost là có được đảm bảo hay không, hay là nó sẽ được cân bằng đến từ Canyon cũng như là Showmaker. Nhưng mà cái lượng sát thương theo thời gian đến từ bên phía của Africa giai đoạn về sau, tôi tin rằng nó cũng sẽ được đảm bảo. Bởi vì cái sải tay hoạt động cũng tương đối là xa đối với con bài Ash của Leo. Đồng ý là Leo chưa có kháng phép, nhưng anh ta có khả năng dọn lính cũng tương đối là tốt với cái cung năng được sở hữu trên người của mình. Canyon mở đường giữa, Kim có mặt, Khan có mặt. Và lượng sát thương mà anh ta gây ra không đáng là bao cả, mà anh ta là người bị mất máu nhiều và đã dùng luôn bán nguyệt thương. Lehen thì thả dương hạ sang. Ít nhất là nỗ lực của Canyon đẩy lui bên phía Africa Freak ra khỏi cái trụ một đường giữa của DK. Đây là cái trụ rất quan trọng về DK, bằng một cách nào đó giữ được nó tồn tại lâu hơn tôi nghĩ. Rồi, nhưng vẫn sẽ có những cái thời gian nhất định mà thôi, khi mà cái cơ sở để tấn công tiếp dành cho phía của Africa vẫn sẽ là có. Còn Ash, hai món trang bị cảm giác như bắn chưa vào máu của Khan ha. Chắc là phải cần thêm cho mình đó một vài những món trang bị, hoặc là anh ta cần phải có được cái nỏ thần Dominic, thì khi đó anh ta mới vượt qua được cái khả năng chống chịu đến từ Khan. Khả năng được chơi trong ván thi đấu này thì cũng cần phải tùy cho cái đối tượng lựa chọn mục tiêu đối với con bài lập lăng của Showmaker sẽ là như thế nào trước cái đã. Anh ta vẫn có được một vài những món trang bị để kiểu dạng tự đảm bảo được bản thân của mình, ví dụ như là cái nỏ tự thủ được lên khá là sớm nè. Tính ra là thật ra lên kiểu trang bị này á, Leo bắn vào Khan mất hơi nhiều thời gian á. Khan đang có một cái lượng chống chịu rất phù hợp để đối đầu với lại xạ thủ Ash bên phía bên kia. Nhưng mà đội hình của Africa Freak không phải là đội hình một mối đe dọa. Họ đang có một con Diana khỏe, hai món trang bị lớn, chính xác tính luôn giày là 3, và 6 điểm phong ấn hắc ám. Họ có con Redstone cũng hai trang bị lớn, và họ có Lissandra xanh đột biến với 4 điểm hạ gục. Thì việc mà Leo không gây ra được sát thương đột biến vào Khan nó cũng không phải là vấn đề quá lớn dành cho Africa Freak, bởi vì họ dư sát thương. Rồi, và lần về nhà vừa rồi thì anh ta cũng hướng lên cho mình đó cung xanh, và giao tranh rất quan trọng. Vừa rồi thì Canyon đã phải nhờ đồng đội hỗ trợ để có thể lui về được. Khan đang bị giữ chân lại, Showmaker cố gắng gây sự rối loạn ở cánh trên. Anh ta vẫn có đủ tài nguyên để áp lực vào đội hình của Africa Freak. Đây vẫn là con LeBlanc farm rất nhiều, có điểm hạ gục và cũng đã hơn hai món trang bị rồi. Và giao tranh này thì Africa Freak đứng trước ngưỡng linh hồn rồng đất, và Showmaker đang liên tục dùng những pha biến ảnh của mình lên. Nhưng anh ta phải chú ý, anh ta đã không có bùa xanh, năng lượng tương đối hạn chế. Đại băng tỷ đã hụt, Fly vẫn đang lao lên giữa đội hình của bên phía Dawonkia. Showmaker vẫn chưa vào được, Leo giữ vị trí khá tốt. Showmaker chưa tìm được mục tiêu của mình, còn Ghost thì bị giữ chân lại bởi trăng mờ và anh ta biến mất. Red mở khá bất ngờ, Showmaker bất lực trong việc tìm kiếm nạn nhân của mình, và anh ta đang cố gắng bỏ chạy bị làm chậm lại. Đó là cái bóng mà thôi, Showmaker tạm thời lui ra được. Phía bên này Red thấp máu, Showmaker quay lại có được điểm hạ gục. Nỗ lực tuyệt vời của Showmaker nhưng rất tiếc là đồng đội của anh ta đi hết rồi. Vẫn là pha trao đổi có lời dành cho phía của Africa, chênh lệch về điểm hạ gục đang là cái con số khá là tốt dành cho đội hình của họ, và chưa kể họ đang có cái sức để thể tăng trưởng thêm cho mình đó cái ngưỡng sức mạnh. Showmaker không có khả năng can thiệp nữa rồi, khi mà lượng máu và năng lượng của anh ta đang tương đối là thấp. Con rồng này sẽ thuộc về cho bên phía của Africa. Một tình huống mà khi mà tôi thấy được rằng Showmaker mất cái biến ảnh cũng như là cái sợi xích siêu phàm để có thể nhắm vào Chris, thì đó sẽ là cái khoảng thời gian được bắn free dành cho Leo. Và anh ta được bắn free thật cho pha thi đấu này, mặc dù cú đại băng tiễn của anh ta vừa rồi thì không trúng vào mục tiêu, nhưng nó vẫn tạo ra một cái tình huống tấn công đến từ các thành viên còn lại. Ghost cũng đã gây được một loạt hiệu ứng khống chế, nhưng như đã nói, cái khả năng tiếp cận đến từ Red với con Diana, và chưa kể đâu cắt và sắc đến từ con rễ tinh của King nữa, nó khiến cho khả năng được chơi game đến từ Ghost là không có nhiều.
Và cái nội tại đến từ Lissandra vẫn là cái nội tại gia tăng thêm cái lượng sát thương dành cho bên phía của Africa. Đây là một pha thi đấu mà đội hình đến từ bên phía của Africa họ gây được nhiều sát thương hơn trong một cái tình huống giao tranh, và họ là đội tuyển có lợi trong cái tình huống giao tranh đó. Showmaker có 4 điểm hạ gục cho tới thời điểm này của bán đấu, nhưng một cánh én bây giờ chắc là hơi khó làm nên mùa xuân. Carry của DK lẽ ra theo nếu như Ken dành không quá thọt thì ta cũng là một nguồn sát thương với Xin Giao, nhưng anh ta bây giờ yếu quá. Xin Giao 1 năm farm thua gần 100 chỉ số so với lại Red, còn Fly thì đã có 6 điểm hạ gục. Bật lại bằng cách nào đây? Họ cần rất nhiều sự xuất sắc. Bây giờ Fly sẽ đẩy đường trên để tạo thế Baron cho Africa Freak. Showmaker biến cảnh liên tục, nhưng mà bởi vì có linh hồn đồng đất nên những cái tình huống cấu địa máu đến từ Showmaker phần nào đó nó cũng sẽ bị hạn chế, và nó không có phát huy được tối đa được những cái sức mạnh của con bài lập lăng nữa. Và chưa kể lập lăng ở thời điểm hiện tại nữa cũng chưa có được cho mình đó cái trượng hư vô. Và cái đội hình đến từ bên phía của Dambonkia họ cần phải cẩn trọng nha. Nếu như bên phía của Africa họ đẩy vào phía sau được, họ sẽ để lại một vài con mắt, và đó là những con mắt dịch chuyển rất khó chịu dành cho Lissandra của Fly. Africa Freak đang đẩy ở hai đường để tạo lợi thế di chuyển về khu vực hang Baron. Họ làm được điều đó rồi. Tuy nhiên DK vẫn còn nhiều tầm nhìn ở trong hang Baron. Tôi nhìn là thấy có còn một con mắt kiểm soát và một cái thấu kính trong đó nữa. Bây giờ mới hết nè. Bắt đầu có dấu hiệu để thể di chuyển vào phá lượng tầm nhìn. Như đã nói, khi mà đội hình đến từ bên phía của Africa họ tràn vào phía sau, họ sẽ để lại rất là nhiều những cái con mắt khó chịu. Fly hoạt động một mình, anh ta cần phải cẩn trọng, bởi vì nếu như anh ta để mất tài nguyên đó, thì cơ sở để tấn công dành cho phía của Dambonkia vẫn sẽ là có. Canyon đang bị bắt lại, có Bero phía sau, Bero bị trúng cái đại băng tiễn và Bero cứu được người chơi đi rừng của mình. Fly bị đẩy ngược lại với cái bán nguyệt thương. Phía bên kia thì một mình Khan đang cố gắng chống chịu, bất khả kháng cự của anh ta cũng chưa sử dụng cho pha thi đấu này. Thái Dương hạ sang thì không trúng vào Bero, nhưng đó là điểm hạ gục khi mà cái khả năng càng lướt vào đến từ bên phía của Africa là quá khủng khiếp cho pha thi đấu đó. Ghost cũng không gây ra được đủ lượng sát thương. Rồi Showmaker anh ta chỉ múa được ở một cánh mà thôi. Cánh còn lại thì DK chẳng có áp lực gì cả, khi mà tất cả những gì mà Canyon có thể làm bây giờ là dùng bán nguyệt thương để câu giờ. Còn Leo thoải mái bắn, Kin thoải mái quẩy, Red thì gần như không bị đe dọa gì cả trong tình huống đó. Nhưng mà rất may mắn cho DK là bằng một cách nào đó họ chỉ mất một người trong pha giao tranh mà thôi. Người duy nhất đó là Baron, khiến cho con Baron vẫn còn. Rồi hãy cùng xem tình huống này. Fly thì chưa có được cho mình đó tốc biến nha, nhưng mà anh ta có cái chiêu cuối cũng như có đồng hồ để nếu như bên kia mà anh ta gặp nguy hiểm á, thì anh ta câu kéo được để chờ cho những người đồng đội của mình can thiệp. Một bình Khan chống chịu thì cũng tốn được một khoảng thời gian đó, nhưng mà sức chống chịu của anh ta thì cũng có giới thiệu mà thôi, chứ không có đủ châu để có thể chống chịu được những cái dàn sát thương. Lần về nhà tiếp theo thì cũng đã có được cái nỏ thần Dominate đến từ Leo rồi, và anh ta bắt đầu có cái tín hiệu có thể vượt qua được cái lớp giáp đến từ Khan. Bây giờ Khan mà để đứng bắn thì cũng không phải là quá khó dành cho Leo nữa. Showmaker đang phải đẩy lẻ, anh ta là niềm hy vọng duy nhất của bên phía DK ở vào thời điểm này, giữ chân Fly lại. Nhưng nếu như gọi là 4-4 ở cánh này thì bên phía của DK cũng đâu có cửa đâu đúng không? Khó nha. Cảm giác như cái lượng sát thương được gây ra bởi Ghost là không có nhiều, và quan trọng là lúc nào anh ta cũng sẽ bị focus bởi Red. À, chưa kể đó những cái tình huống cắt và sắc đến từ Kin để thể nhắm vào anh ta nữa. Chắc chắn là anh ta sẽ là mục tiêu bị nhắm tới. Còn cái khả năng câu kéo đến từ bên phía của Dambonkia thì không biết như thế nào, bởi vì Leo bây giờ đã có khả năng thả diều rồi. Thì nếu như mà muốn kiểu dạng focus được Leo á, thì nó sẽ phụ thuộc vào Canyon rất là nhiều. Còn căn bản Canyon như Lu cũng đã chia sẻ là cái lượng sát thương của anh ta ít, thì anh ta không có đủ lượng sát thương để có thể gây được cái sức ép lớn dành cho Leo. Có mắt để cho Fly dịch chuyển ngay phía sau lưng của DK luôn. Mắt đẹp luôn. Đang bắt đầu dịch chuyển luôn. Leo đang vào vị trí bắn đại băng tiễn, anh ta vẫn đang free shot. Showmaker chưa tiếp cận được tuyến sâu của Africa Freak. Còn Fly thì đang vào vị trí để có thể băng vào. Và anh ta đứng giữa đội hình ngăn chặn DK tiến lên. Canyon đang bị tấn công, bán nguyên thương câu được rất nhiều thời gian, nhưng Leo vẫn đang free shot. Showmaker không vào được. Leo đánh ở phía sau với một dàn chắn cực kỳ đẹp. Và Africa Freak không gặp bất kỳ một khó khăn gì trong pha giao tranh này. Họ có 1, 2, 3, 4, 5 điểm hạ gục. Xong rồi. Tất cả mọi thứ đã chấm dứt. DK sẽ nhận thất bại trong ván đấu này.
Như đã nói, khi mà đội hình đến từ bên phía của Arika họ tràn lên thì sẽ có rất là nhiều những cái con mắt được cắm phía sau. Và đây là con mắt được cộng hưởng với cái sức ép đến từ bùa lợi Baron nữa. Khi con Baron bị tấn công thì bên phía của Damwonga họ bắt đầu phải tràn ra. Và chúng ta có thể thấy rằng cái sức ép khi mà Fly can thiệp, bộ ba phía sau đến từ bên phía của DK họ phải lùi ra, khiến cho Canyon, khiến cho Khan không thể nào chống chịu được quá lâu. Và đó tình huống giao tranh mà không mất đi bất kỳ ai cả. Con cá trê này chắc là hấp cá lóc cùng với canh chua thôi chứ không đủ sức để thể chống chịu. Và chưa kể đó, Canyon cũng sẽ tương tự là như vậy. Một vài cái đồng hồ đã giúp cho bên phía của Africa câu kéo được nhiều hơn trong cái pha giao tranh đó. Fly thấp máu, thấp năng lượng. Nhưng điều đó không đáng kể. Chiến thắng ván thi đấu này đã thuộc về cho bên phía của Africa. Và lần thứ hai liên tục mà Africa Freak giành được thắng lợi với các đội ở trong top 4. Và cách mà họ giành thắng lợi cũng khá là giống sau hai ván đấu, chính xác là sau 3 ván đấu trước Genji, 3 ván đấu trước DK. Thì Africa Freak có được những điểm số rất quan trọng để có thể giữ mình ở trong cuộc đua playoff. Và vị trí của họ sẽ rất chắc chắn. Đây là hai trận đấu rất khó nhưng Africa Freak đã có được kết quả thuận lợi. Mà trình diễn có lẽ xuất sắc với cái chiến Kim và những người đồng đội. Đồng ý với cái chiến thắng này thì cái đội tuyển mà kiểu dạng đang buồn nhất là những đội tuyển nhóm dưới, khi mà cái cuộc đua